Sao rồi bé yêu ơi? Đi dài vô gắn chết kình luôn. Ôi ôi con lươn. Chết mẹ rồi, con lươn khủng luôn mọi ơi. Này vô trúng kèo rồi. Thì cái đoạn này Dương còn cái lời nữa. Cái này là hình như giờ bên đây rồi đó. Cái lời ngóc cái đầu lên luôn rồi. Không lẽ có cá bự sao? Chỉ có cá bự vô nó mới ngóc đầu lên vậy thôi. Chà, có cá này, có cá này. Ý dạ. Một cặp cá lóc. Cá này không bự nhưng mà sao nó vậy? Ngóc cái đầu lên luôn vậy ta. Nè. Cá này tầm 150 gram nè. 100 gram à. Vậy ngóc đầu lên luôn. Rồi thì Dương sẽ đặt lên. Nắng qua nắng rồi. Đây cái lờ này Dương thấy ngóc cái đầu lên nữa rồi nè. Hy vọng là cá to nha. Ui da, ui da. Quá to luôn rồi. Hey. Quá đã, quá đã. Lờ mà ngóc đầu lên là ngon lành. Để Dương bắt em nó coi. Ôi cha coi. Một xíu nữa xảy nữa đó. Lờ này chỗ này gì mà ngon nè. Bữa giờ vô cá lóc hoài. Mình thấy cái lờ nó ngóc cái đầu lên là nghi có cá bự rồi. Bữa lờ như đặt ở dưới mé này nè. Mà do nước cũng nhiều quá nên Dương giờ lại Dương cỏ này nè. Thấy cái lờ nó nổi lên luôn nè, biết có cá không à. Ây da, ba con cá lóc luôn nha. Rô nó mập lù luôn kìa, trứng thì lẹ luôn kìa. Mình bắt tụi con, cẩn thận chút. Giờ lên cỏ thì mà ngon đó. Bắt nó khó ra vậy đó chứ, mà nó nhảy cái tọt là mất rồi. Còn con nè. Con này nó mọc tù lù luôn, trứng. Con này trứng nha. Rồi. Hai con. Ba con. Wow. Nó đặt miếng này ngon vậy. Bữa giờ đặt cái lờ là nó nằm chìm dưới vậy nè. Sau này Dương thấy cái lờ nó nổi lên trên này Dương nghi rồi. Cái Dương hôm bữa đặt ra ngoài mà người ta dở, người ta thăm. Hôm nay Dương về chứ không có lùm nè. Không biết có ai thăm không? Không biết có cá không? Mình như thế là nổi lên này nè. Nổi lên về là chắc có cá vô rồi đó. Wow, này còn có lóc nè. Cá nó vô nó tung là nó mới nổi lên. Chứ bình thường là nó chỉ chìm dưới. Bình thường là Dương đặt nó chìm dưới đâu. Nhưng mà có người. Một là có người thăm, hai là cá nó vô nó tung á. Quá trời nắng mệt rồi cô chú ơi. Mới 8 giờ mấy trời hoàn tờ mà trời nắng điên luôn vậy. Thì Dương cũng còn mấy cái nữa. Dương thăm cho xong. Bữa cái lợi mà. Cái lợi ở trong kia. Nó bị chết cái hôm nha. Thì Dương dời ra ngoài này nè. Dương dời vô đám cây này. Không biết nó có vô cá không nha. Ôi có cá bự vô nha. Dương thấy cái lợi xuất luôn rồi.
súc nó mất tiêu cái cây luôn rồi. Đây đây. Rồi tiếp tục thôi. Thì Dương thấy có người ta chị đang chích cá đằng đó rồi, không biết cái chích cho mấy cái lờ không nữa. Ui da kiến cắn. Điện cắn đau quá. Rồi tiếp tục. Rồi cái lờ tiếp theo, cái lờ tiếp theo. Rồi đặt ở đây. Sao rồi? Sao rồi bé yêu ơi? Bây giờ dùng gắn chích hình luôn. Ôi ôi con lươn. Chết mẹ rồi, con lươn khủng luôn mọi người. Này vô trúng kèo rồi. Này con này đây là con thứ ba, lươn con lươn thứ ba rồi. Rồi con gắn này vô chết sình luôn rồi. Cái này vô không đi thăm thì hồi người ta chích. Ta lụm hết luôn. Xuống đó là đúng rồi. Rồi. Ok. À. Này con lươn này nó con lươn thứ ba nha, lươn khủng không. Chắc do có cá chết sình đó là nên lươn nó như một thứ thúi nó vô. Này không có lóc có lươn cũng được. Lò này nó trôi ra ngoài luôn nè, không biết có cá không, nó trôi ra ngoài luôn rồi. À, vô con cá lóc nha. Bây giờ mình sẽ bắt em nó luôn. Cá bự nhưng mà thịt thì được. Bữa trong này xảy con cá nè. Vô con cá lớn mà làm xảy trôi cái lò luôn. Hôm nay thì chúng đậm rồi. Mình thấy như cái lần này cũng có cá đó nha. Có nổi lên đầu nè. À, có sạc không ạ? À, tôi về qua đây. Rồi. Được con nhỏ xíu. Bắt luôn. Để viên đặt ở trong này nè. Nhưng mà nước á sâu quá. Rồi đây có lồng rồng kìa. Bây giờ trong cái gốc này nè. Nước sâu quá nên viên về nó ra ngoài. Thế là cái dương này con cái của Dương. Cái này Dương đặt trong cái mé này nè. Cái lò nổi trôi. À, Dương trong trên nước trong trong thì Dương phát hiện có con cá kìa nè, mà không biết là mấy con nha, thì nước trong mà Dương thấy có con cá đó, đây Dương giải luôn cho mấy con nha, một con nè, một con thì bắt một con. Đây Dương mượn con cá sặc thả vô đây kìa. Một hai con cá sặc thả vô cái lờ kìa. Cho nó
cá mồi nha. Là nếu mà muốn vô cá lóc nhiều thì mình phải dùng mấy con cá con vậy đó, mình để vô rồi mình đặt xuống nó mới vô nha. Thì Dương còn mấy cái lợn thôi à, chứ không có nhiều đâu. Cái đằng kia mới dời ra. Em nó còn đây. Hy vọng là pin mình sẽ đủ nha. Không có cá sặc luôn hả? Hay là gắt rồi? Để Dương coi lại coi có gắt không? Thì không phát hiện vấn đề. Dương sẽ mượn con cá sặc bổi nha. Con nào còn sống như bắt một hai con ơi. Rồi. Hôm nay là Dương trúng đậm rồi nha. À, Dương còn cái lợn cuối cùng nha. Mặt mày đầu cổ gì bèo nhẹo chân này. Thì à, Dương còn cái lợn cuối cùng đây. Dương thăm cái lợn này xong rồi Dương về Dương quay cái thành quả cho chú anh chị mình xem nha. Đâu ta? Ủa đâu ta? Đây đây đây. Đó, nhẹ nhẹ trong toảng đó. Đó, biết cái gì? À, cá sặc không? Thôi, cái này Dương không bắt nha, Dương không đổ nha. Mình sẽ đặt lại luôn. Nước sâu quá. Bây giờ Dương sẽ quay về, tí nữa Dương đổ ra cái thao quay cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem nha. Cái anh ơi, thì Dương vừa về tới nhà nha cô chú anh chị mình ơi. Để Dương đổ cá cái buổi sáng thăm lò này Dương ra cho cô chú anh chị mình xem nha. Đổ cá của Dương ra cho cô chú anh chị xem nha. Sáng giờ mình thăm lò sáng giờ nha. Hôm nay là khôn lắm à. Ây da. Wow. Thấy hai cá khủng chưa? Cái sạc này em bắt đi đặt lập hết đây nè. Ủa rồi em bưng cá lên cái này. Dạ ao. Trời ơi quá trời con cá lóc hết cái biết luôn rồi. Ba con lươn dạ, hôm nay ba con lươn nha. Ba con này chắc có 1 kg. Ba con lươn này 1 kg, hai con cá lóc này chắc cỡ gần 2 kg. Thì hôm nay chắc cũng 4 kg cá lóc, 4 kg lươn. Thì cái video của Dương tới đây là kết thúc nha. Hôm nay trúng đậm mà, hôm nay trúng đậm mà cô chú anh chị ơi. Đầu cổ thì như ông điên, ông già điên luôn rồi. Rồi nhưng bye bye cô chú anh chị nha. Rồi, hẹn cô chú anh chị video sau nha. Hôm nay mệt quá, nắng lên mệt quá.